Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hỏi Xin TV đây và hôm nay mình lại tiếp tục trong một cái video mới này các bạn ơi. Thì ngày hôm nay là nhà phát hành cho chúng ta đào rương vàng rồi nè mọi người. Và mình thấy cái bộ đồ đào rương vàng lần này nó khá là dễ thương luôn. Đây là cái bộ đồ mình đang mặc nè mọi người ơi. Mình không biết là hôm nay có nhăn đôi hay không, nhưng mà mình thường mình thấy là mỗi lần mà ra cái bộ đồ mới là thường là tỷ lệ ra rương nó rất là cao luôn á. Không biết là các bạn đã đào được bao nhiêu rương vàng để mà ra full bộ đồ rồi ha. Mình á thì mình sẽ nhờ bạn của mình dẫn đi cho mèo hơn á mọi người. Với lại là mình đào tới 5 rương lận mới ra full cái bộ đồ. Mình được 3 đôi dép trùng với nhau luôn. Thank you.
Ok mọi người ơi, thì chắc video clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây nha. Nếu như mà các bạn thấy hay á thì hãy nhớ cho mình một like nè, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình review mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.